Shevchenko. Phải là một ván bài mà Lee Harry đặt tất cả vào nó. Rijkaard nhưng để bắt bóng từ Lukaku. Lukaku phản công. Tốc độ vốn không phải là một điểm mạnh của tiền đạo người Mỹ nhưng vẫn có thể có một đường chuyền cho Gullit. Gullit quá khỏe trước Martinelli, cơ hội cho Việt Nam. Hay đi Vũng Tàu thì sẽ phải gọi C4M Việt Nam vào